vợ trẻ kém 40 tuổi muốn lợ ẩn sau khi Lý Khôn Thành qua đời. Trung Quốc, Lâm Tịnh Ân, người vợ trẻ kém 40 tuổi của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành muốn sống cuộc đời mới sau khi chồng qua đời. Theo Sohu, sau một tuần lễ tang của Lý Khôn Thành diễn ra, dư luận dành sự quan tâm đến Lâm Tịnh Ân. Trong ngày cuối tiễn biệt cố nhạc sĩ, cô không xuất hiện đưa tang. Đến nay, cô vẫn im tiếng trước truyền thông hay mạng xã hội. Một người bạn thân của Lâm Tịnh Ân cho biết cuộc sống của cô tạm ổn định. Cô hiện không muốn tiếp xúc với nhiều người, dành thời gian tĩnh tâm và vực dậy tinh thần. Cô ấy buồn, tinh thần bị ảnh hưởng nhiều khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời. Những cuộc tranh chấp với gia đình chồng, cộng thêm điều tiếng dư luận khiến cô mệt mỏi. Tịnh Ân muốn rời Đài Loan, tìm nơi yên tĩnh để định cư và sống cuộc đời mới, người này nói. Trước đó, Lâm Tịnh Ân bị các con Lý Khôn Thành cấm tham dự tang lễ vì mâu thuẫn. Cô đã xách vali du lịch khắp Đài Loan và gặp gỡ bạn bè. Cô không trở về nhà cha mẹ ruột vì đã 10 năm cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng cô ôm tài sản chồng bỏ trốn. Lâm Tịnh Ân không đáp trả hay thanh minh. Cô nói với người quen muốn dành thời gian thực hiện những nguyện ước dang dở của cố nhạc sĩ. Lý Khôn Thành qua đời hôm ngày 10 tháng 4 vì bệnh ung thư đại trực tràng, thọ 67 tuổi. Lâm Tịnh Ân là người kề cận chăm sóc ông những ngày cuối đời. Trước khi nhạc sĩ mất, cả hai đã kịp tổ chức lễ cưới đơn giản ngay trong phòng hồi sức với sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá. Lý Khôn Thành cũng chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn và ký tên trước khi nhập viện. Lời cuối anh nói với tôi là đừng nóng nảy hay bốc đồng nữa, em cái gì cũng giỏi, chỉ có hai khuyết điểm nhỏ này thôi, Tịnh Ân tâm sự. Toàn bộ tài sản của ông Lý gồm bất động sản, tiền tiết kiệm và bản quyền tác phẩm đều được giao lại cho Tịnh Ân theo di chúc. Ước tính, khối tài sản trị giá 50 triệu đô la Đài Loan, hơn 38,5 tỷ đồng. Lý Khôn Thành và Lâm Tịnh Ân công khai yêu nhau từ năm 2013. Nhạc sĩ vốn là bạn của bố cô. Chuyện tình giữa hai người từng làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp xa lánh khi họ công khai hẹn hò. Đáp lại, Lý Khôn Thành nói, hạnh phúc là của tôi, không ai có quyền can dự.